Anh nè, tổng giám đốc đâu rồi? Dạ, tổng giám đốc ra ngoài từ 1 tiếng trước rồi ạ. À. Một tiếng trước? Dạ. Sao không báo với tôi? Dạ, tổng giám đốc có dặn là chú ra ngoài có việc riêng nên không cần báo lại với quản lý. Cậu cứ ngồi ở đây chờ tôi, không cần phải theo tôi đâu. Dạ. Chào tổng giám đốc. Anh có chắc là người đàn ông đó hay không? Dạ, tôi chắc. Được rồi, dẫn tôi tới đó. Dạ, mời anh. Vậy sao? Anh làm tốt lắm. Được rồi, tôi sẽ bồi dưỡng thêm cho anh. Đây là người đàn ông cần gặp anh. Nghe nói là anh biết con trai của tôi. Con của ông Phạm Hữu Nguyện đúng không? Đúng, nó là con trai của tôi. Hiện giờ nó đang ở đâu? Ông nhìn mặt tôi đây nè, cái vết thương này cả tuần lễ nữa cũng chưa, chưa lành nữa. Đó đều do con trai của ông gây ra đó. Với cái vết thương này có thể truy cứu về tội hình sự. Đừng làm tôi mất thời gian. Anh cần bao nhiêu tiền? Gọn lẽ thiệt, nhưng mà không ai có thể cho ông biết được hết tất cả đâu. Nếu tôi muốn ông để lại một bàn tay hay một con mắt. Anh Dượng, anh Đạt không phải là người để cho anh đùa giỡn đâu. Anh mau nói cho anh biết đi. Tôi sẽ để lại cho anh bất cứ thứ gì anh cần. Chỉ cần anh cho tôi biết con trai tôi hiện giờ đang ở đâu. Nói. Con trai ông. Yeah.
Dạ em chào anh. Tổng giám đốc đâu? Dạ trong phòng. Anh à, anh có sao không? Em nghe nói là anh đánh nhau với người ta. Sao lại dính líu tới tụi xã hội đen chi vậy anh? Tôi đi tìm thằng Nguyễn. Tôi rất muốn đi tìm nó. Dù biết là khó khăn, nhưng mà tôi cũng phải cố gắng hết sức, vì đó là trách nhiệm của một người cha. Chuyện quan trọng như vậy sao anh lại không nói cho em một tiếng? Chỉ cần anh nói với em sẽ cho người đi tìm giúp anh. Chú thực sự muốn đi tìm thằng Nguyễn hả? Dạ. Trả lời tôi đi. Ý của anh là... Tôi chỉ tò mò, không biết là chú có thật lòng muốn đi tìm thằng Nguyễn hay không. Chú thực sự muốn đi tìm thằng Nguyễn hả? Dạ. Trả lời tôi đi. Ý của anh là... Tôi chỉ tò mò, không biết là chú có thật lòng muốn đi tìm thằng Nguyễn hay không. Anh Đạt ơi, từ nhỏ tới lớn em đi theo anh, em học hỏi ở anh. Bao nhiêu năm nay em làm trợ lý cho anh, em chưa bao giờ dám cãi lại, chưa bao giờ dám làm trái ý của anh. Hơn 30 năm qua đã vậy, thì bây giờ vẫn vậy. Anh Đạt, không lẽ anh nghi ngờ em như vậy sao? Tôi có nói là nghi ngờ chú đâu. Tôi chỉ muốn biết rõ hơn thôi. Trễ rồi, đi về. Dạ. Dạ, chị cho xin 55 ngàn. Cho tôi gửi. Dạ, cảm ơn, hẹn gặp lại. Cảm ơn chị.
quả sao rồi? Dạ chưa có kết quả gì hết đó. Thằng nhóc ăn làm cái gì vậy? Nó thử bột á, mà sao nó ngửi không à? Nó không có nếm. Ngửi? Dạ. Chờ xíu đi, gấp gáp cái gì? Tôi đếm từ 1 tới 5 là phải xong á. 1 2, 3, 4, 5. Đang ghi nè. Hết. Dí còn không ra mật luôn nè. Nè. Đồ khó ưa, ăn hoài không lớn nổi. Trẻ ghét. Trong hai đứa con, đứa nào chọn số 4? Dạ, là con. Tại sao con lại chọn số 4 nói thầy nghe? Nếu chỉ ngửi thoáng qua thì các loại bột này đều có mùi hơi chua. Nhưng nếm thử thì có loại có vị ngọt thanh, độ chua thì cũng dịu hơn. Con nghĩ để có mùi vị đặc biệt này thì bột phải được ủ trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy con chọn số 4. Con chọn số 5. Tại sao lại như vậy? Ủa, con chọn số 5 hồi nào ông? Vậy thì đây là số mấy? Không lẽ ta già đến mức không nhìn thấy rõ số hay sao? Ê, không phải đâu. Ông hiểu lầm ý con rồi. Ý con là cả 5 loại bột này. Tại sao cả 5 loại bột đều đúng hết? Thật ra thì con cũng không có chắc lắm. Tất cả 5 loại bột này thì đều có mùi bột mì. Nhưng mà riêng độ chua và độ ngọt của nó thì khác nhau. Nhưng mà chung quy lại thì làm cái mùi vị không khác gì so với cái bánh này hết. Con nói vậy đúng không? Sai rồi đúng không? Nhìn thấy đồ mọi người là con biết con trật rồi. Thì thôi, đành chịu chứ sao giờ. Thật ra thì đáp án đúng của câu hỏi này là số 4. Thấy chưa? Đã nói rồi mà, thằng nhóc này sáng sủa đẹp trai, chắc chắn là phải thông minh rồi. Dạ. Con chính là Trương Minh Quân hả? Dạ đúng. Hầu như ai cũng đoán đáp án là số 3 vì mùi vị ban đầu của nó. Nhưng con đã thử hết một loạt rồi mới chọn như vậy là tốt lắm. Trong 5 năm trở lại đây, con là người thứ 4 chọn đúng đáp án trong hàng trăm học trò tới thi ở đây. Wow. Ông nói vậy nghĩa là con được chọn vô đây phải không? Tất nhiên rồi. Sáng mai con có thể bắt đầu làm việc ở đây. Dạ. Còn về phần con á. Dạ con biết rồi. Con trực rồi đúng không ông? Ngày mai con cũng phải tới đây làm việc đúng giờ. Hả? Ủa là sao? Bà. Ông. Hả? Ủa ông ơi sao kỳ vậy? Ông nói rõ ràng đáp án đúng là số 4 mà. Đúng đáp án là số 4. Nhưng đáp án cả 5 loại bột của con cũng không có gì là sai. Ủa này là sao ông?
Năm loại bột này thật ra được trộn từ những nguyên liệu giống nhau. Lý do duy nhất mà chúng có mùi vị khác nhau chính là thời gian ủ bột và thời gian nướng bánh. Con đã tìm ra được chỉ bằng cách dùng mũi để ngửi. Từ lúc ông Thuyển học trò bằng cách này thì con là người đầu tiên làm được. Quả thật là rất đặc biệt. Ông ơi, nói chứ con không hiểu gì hết á. Cái gì mà ủ bột gì đó. Nói tóm lại là bây giờ con có được ở lại không ông? Con được phép ở lại. Vậy tức là con có quyền đi lại tự do, có quyền ăn uống, có quyền nghỉ lại ở đây đúng không ông? Phải. Con có quyền ăn uống ngủ nghỉ, đi lại tự do trong căn nhà này. Yeah. À, ông ơi, con còn có quyền tìm cái người có hình xăm trong trống đúng không ông? Đúng. Con có quyền lật tung hết cái căn nhà này lên cũng được. Yeah. Nhưng mà ba không cần phải nói gì nữa hết. Bài kiểm tra hôm nay đến đây là kết thúc. Ba. Mà tên con là... Dạ. Con tên là Phạm Hữu Nguyện. Hữu có nghĩa là có, Nguyện có nghĩa là nguyện ước, Hữu Nguyện có nghĩa là đạt thành ước nguyện. Tao nghe nói mày biết thằng Hữu Nguyện ở đâu rồi? Thằng đó coi bộ nổi tiếng dữ, ai cũng muốn tìm nó. Tao nói cho mày biết, mày cho tao cái gì? Cái thằng cha hồi nãy sẵn sàng cho tao một con mắt nè. Còn mày, mày cho tao cái gì? Một cái biệt thự hả? Tao đến đây không phải để thỏa thuận với một hạng người như mày. Mày tưởng tao không dám mạnh tay à? Mạng sống của mày tùy theo quyết định của mày. Nó đang ở đâu? Nói. Tôi biết nó ở đâu. Dạ thưa ba, con xin ba hãy suy nghĩ lại thưa ba. Con cũng nghĩ vậy đó thầy. Ba nghe không? Tất cả mọi người ai cũng phản đối thằng nhóc đó. Vậy mà ba nhận thằng nhóc đó làm cái gì? Dạ thưa ba, mỗi năm đều có hàng chục người tới xin làm ở tiệm bánh mình. Tất cả đều là những người có kỹ năng và năng lực cả. Vậy mà ba thẳng thừng từ chối họ. Bây giờ ba lại nhận một cái thằng nhóc đó không có một chút kiến thức nào cả. Chuyện này con thấy nó làm sao đâu đó thưa ba. Thưa thầy, ý con cũng giống như anh Mừng vậy đó thầy. Tự nhiên bây giờ nhận một thằng nhóc không có một chút kiến thức nào vô đây làm sao được thầy. Với lại tiệm bánh của chúng ta từ trước tới giờ luôn rất là uy tín. Lỡ như bây giờ vì nhận thằng nhóc đó mà có chuyện thì... Đừng có nói nữa. Từ hồi xưa cho tới bây giờ, bộ thầy chọn người chỉ dựa vào kỹ năng thôi hả? Mừng, con nhớ lại đi.
Cái ngày đầu tiên ba gặp con thì con là người như thế nào? Phúc, ngày xưa con có nghĩ đến một ngày con sẽ trở thành một người thợ làm bánh hay không? Dạ, thưa thầy con hiểu. Cả Vinh và Lộc nữa, nói thử cho thầy nghe coi. Nếu đã hiểu rồi thì đừng có phản đối nữa. Các con nghỉ ngơi đi. À, dạ thưa ba. Vậy còn thằng Vinh, mình phải tính làm sao đây ba? Còn tính cái gì nữa? Cái này gọi là số phận. Nếu ông trời đã khéo sắp đặt thì cách tốt nhất là chúng ta phải đối mặt với nó. Cho dù kết quả có tốt hay xấu thì trước sau gì chúng ta cũng phải giải quyết cho nó xong. Vinh à. Dạ. Con có nghĩ như vậy không? Dạ. Wow, có giường, có tủ luôn hả? Wow. Đây sẽ là phòng ngủ của hai anh. Tầng dưới là phòng ngủ của chú Phúc, chú Vinh và anh Lộc á. Toilet ở trong phòng luôn. Nhưng mà nước nóng không có được đều cho lắm. Từ 8 giờ tới 9 giờ tối mới có. Hai anh tự sắp xếp với nhau nha. Ơi, không sao, có nước nóng là ngon rồi. À nè, nói nghe nè, ăn ở đâu vậy? Nhà bếp thì ở dưới, nhưng mà giờ ăn á thì linh hoạt theo giờ làm việc của chúng ta đó. Ê, có người giặt đồ không vậy? Hả? Hả? Phòng giặt ở kế bên phòng ăn, nhưng mà chỉ có một máy giặt thôi. Nên tốt nhất là anh gom một tuần giặt một lần để không đụng với quần áo của người khác nha. Ê, nè nhóc, tôi mới là người hỏi nhóc mà, sao có nhìn qua bên kia hoài vậy? Chúng ta đi. Giờ làm việc bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng. Anh chú ý đừng có tới trễ nha. Ba tôi nổi tiếng là khó nhất tiệm á. Ê, thật ra nhà cô có bao nhiêu người vậy? Tôi cũng chưa hiểu gia thế của từng người trong gia đình cô đó. Thật ra thầy Phan chính là ông ngoại của tôi, tiếp đến là ba của tôi, cũng chính là chủ tiệm bánh này. Và xin giới thiệu, tôi là Lê Hoàng Trà My, người thừa kế duy nhất của dòng họ Phan gia. Cái gì? Lê Hoàng Trà My hả? Ê, Trà My, tên đó có nghĩa là bông hoa trà trắng nụ, mượt mà, thơm, dịu, nhẹ nhàng đúng không? Chứ đâu có phải là bậm trợn, gắt gỏng, chanh chua như cô hả nhóc? Nếu anh có cần gì thì nói cho tôi biết nha. Được rồi, cảm ơn Trà My nhiều lắm. Ê, nhóc nhóc, tôi nghĩ á, cái tên Trà My á, cô nên đổi đi, có cần tôi nghỉ phụ không? Hả? Tôi nghe nói anh học làm bánh ở Hàn Quốc hả? Chắc là anh làm được nhiều loại bánh lắm hả? Tôi cũng đang tò mò, muốn biết tài làm bánh của cháu gái thầy Phan. Hẹn ngày mai gặp. Ê, nhóc nhóc nhóc, đổi tên đi nói thiệt á. Hay là bây giờ mình đổi là ốc tiêu? À không không không, ốc len, ốc dừa. Ê, ốc vít đi. Ốc vít này hay nè. Ây da. À, nhỏ này. Ây da. Thôi, anh nghỉ ngơi sớm đi, mai còn làm việc nữa. Chúc anh ngủ ngon nha. Chúc ngủ ngon. Anh á, coi chừng tôi. Cái gì? Cái... Nè, cô là cái đồ ốc tiêu, ốc dừa, ốc lẹn, ốc vít, ốc... Ê, ồn ào quá.
dựng sĩ đúng không? Wow, thơm quá à. Có thiệt là mới ở bên Hàn Quốc về không vậy? Bên đó đẹp lắm đúng không? À, bên đó có mấy cô gái mặc mấy cái áo người ta gọi là áo truyền thống á, rộng rộng vậy nè, phải không? Cái có cái gì đeo ở trên vai nữa, cái đi nhẹ nhón 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 vậy nè, phải không? À, tôi lộn, cái đó là ở bên Nhật. Nói nghe, đi máy bay về phải không? Nghe nói á, ở trên máy bay có nguyên cái giường dài sọc vậy nè, đúng không? Nằm rất là thoải mái đúng không? Chưa hết rồi nha, đừng có giỡn. Kế bên còn có một cái cửa sổ nhỏ xíu vậy nè, mở cửa ra, thò tay ra ngoài là có thể túm được đám mây. Trời ơi, cái cảm giác đó đã. Đã bao giờ cậu thấy con gái Việt Nam mặc áo dài đi ngoài đường chưa? Dù chưa từng đi máy bay, cậu cũng phải biết là cửa sổ máy bay làm sao mở ra được, thì làm sao rợ được mấy. Mấy cái đó con nít học hết tiểu học thì cũng đã biết rồi. Thiệt tình, chưa gì để lòi cái thất học ra rồi. Nói thật, hồi xưa chỉ học tới tiểu học là tôi nghỉ rồi. Thật sự thì tôi không có thời gian để đi học. Tôi còn phải dành thời gian để đi tìm một người. Người đó là mẹ của tôi. Suốt mười mấy năm qua, chưa có nơi nào ở miền Nam này mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi đã đi khắp nơi để tìm mẹ. Bởi vậy cho nên tôi không có thời gian để mà... Đủ rồi. Có một số nguyên tắc tôi cần cậu thực hiện khi ở chung phòng này. Thứ nhất, đừng nói chuyện với tôi một cách tùy tiện. Hả? Thứ hai, tôi với cậu không quen biết gì nhau, đừng có giả bộ thân thiết. Thật ra tôi chỉ là... Thứ ba, tôi không có hứng thú biết chuyện đời tư của cậu. Cậu không cần phải kể tôi nghe. Nè, khoan đã. Tôi chỉ ở đây cho tới khi nào tìm được mẹ thôi. Khi nào tìm được mẹ thì tôi sẽ đi ngay. Với lại á, tôi cũng không thích làm bánh mì đâu. Cho nên cậu cũng không có lý do gì để ghét tôi đâu. Yên tâm đi, tôi không có ý cạnh tranh với cậu đâu mà. Người gì sao thấy khó chịu dữ vậy trời. Thằng Nguyễn nó đâu rồi chú? Nó đã đi tới một nơi rất xa. Là sao? Nó sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vào căn nhà này nữa. Và từ đây, thằng Nguyễn sẽ không còn dịp xuất hiện trong cuộc đời của con nữa. Tại sao?
sao bây giờ nó lại xuất hiện trước mặt tôi? Tại sao? Anh là chủ căn nhà này, Nguyên là con của anh. Anh bổ sung con ruột của mình vào danh sách thành viên trong gia đình thì có gì là sai chứ? Anh làm như vậy chẳng khác nào anh thách thức em. Anh không thách thức gì em hết. Anh chỉ làm những gì anh cho là đúng thôi. Tôi là Ngọc Khuê đây. Tôi có việc muốn gặp luật sư. Việc rất quan trọng về số cổ phần của ông Hùng. Mặc hết chưa? Dạ đủ. Dạ đủ. Dạ rồi. Minh Quân. Dạ. Vinh. Dạ. Đây không phải là chỗ của cậu. Qua đây. Sao chú? Nhiệm vụ của cậu ngày hôm nay đó, chuyển hết cái số ba bột mì này ra ngoài sân phơi. Vô đây thôi hả? Chuyện nhỏ. Làm đi. Bye.
Làm khó tôi được hả? Đừng có mơ. Nhớ nhớ khi xưa, non nước An Lạc Thái Bình, Thái Bình. Có cô mì nương, tuổi xuân vừa lên đôi tám. Xinh tươi như hoa, đẹp như tiên Nga. Non bồng Giáng sinh, non bồng Giáng sinh. Bỗng có một bữa kia, hôm đó hai chàng. Ta tên Sơn Tinh, tàn viên vần mây bông núi. Ta tên Thúy Tinh, mưa gầm khắp nơi, dâng trào nước lên. Khó nghĩ cho ta, không biết phân định thế nào. Mai ai đem qua, lệ vất cầu hôn công chúa. Dòi đây chinh ngà, gà kia chính cửa, ngựa chính hồng mau. Sáng sớm tinh sương, hoa la đua nở tưng bừng. Sơn Tinh đem dâng, lệ vật cùng đưa công chúa. Thủy Tinh đến sau, căm hờn tức ghen, dâng tràn nước lên. Khá lắm.
Chú định thử lửa tôi đúng không? Tôi nói cho chú biết, đối với tôi á, mấy cái này nè chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đúng, tôi cũng nghĩ là cậu chỉ thích hợp làm những chuyện giống như vậy thôi. Nghe nè, công việc tiếp theo của cậu là... Nói đi, công việc tiếp theo của tôi là cái gì? Muốn tôi đi nhào bột, nướng bánh hay là đi giao hàng? Vác 32 bao bột này trở về vị trí cũ. Cái gì? Cậu có bị điếc không? Cậu nghe rõ tôi vừa nói gì mà? Rõ ràng là chú muốn chơi tôi mà. Tôi nói lại một lần nữa, vác 32 cái bao bột này trở về vị trí cũ. Làm cho nhanh lên. Nè, nè, chú, chú, chú. Gì vậy? Có hai cách đi bị đuổi khỏi tiệm. Một là chọi đá vào tiệm bánh, hai là khăn gói cút khỏi đây. Chọn cách nào? Ai nói với cô là tôi sẽ bị đuổi? Ai nói là tôi sẽ bỏ cuộc chứ? Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào tôi tìm được người có hình xăm trong trống đó. Chắc chắn là một ngày nào đó tôi sẽ tìm được. Vậy hả? Sự nghiệp lẫy lừng quá ha. Tiếp tục khiết bột đi kìa. Ông trời ơi, con chỉ muốn tìm một người thôi mà, sao lại hành hạ con như vậy chứ? Con biết là khiêng 32 bao bột này từ trong phòng ra đây hao hơi tốn sức lắm cũng vậy. Giờ còn bắt con khiêng lại vô đó nữa. Cười vậy đâu mà rảnh quá vậy trời. Trời ơi là trời. Có chắc là nó không? Dạ chắc chắn anh. Alo, dạ em nghe anh. Chị ở nước ngoài về có khác. Chị à, chị có đứa con trai thiệt là giỏi đó. Ủa, sao giờ này mà Kha nó vẫn chưa tới hả chị? Dạo này nó cũng lu bu lắm chị. Tại vì nó phải tổ chức sự kiện kỷ niệm ngày thành lập công ty vào tuần tới nè chị. Tụi trẻ bây giờ khác mình lắm chị ơi. Tụi nó năng động, cầu tiến dữ lắm. Nhưng mà làm gì thì làm, đàn bà con gái cũng phải coi chuyện gia đình là quan trọng nhất. Chị à, tôi có nghe nói là sẽ có buổi hòa nhạc mới. Hình như chị thích nghe hòa nhạc lắm phải không? Kha nó đến rồi kìa chị. Kha, lại đây con. Con xin lỗi con tới trễ à. Mà cũng đã giải thích giùm con rồi. Chào em. Công việc ở công ty chắc thú vị lắm ha. Tôi chưa làm được gì nhiều để cảm thấy thú vị cả. Bây giờ em nó chỉ làm để lấy kinh nghiệm thôi. Chứ sau này lập gia đình rồi, nó sẽ nghỉ việc ở nhà. Dạ. Sao tôi nghe nói tài chính bên công ty Thành Phát có vẻ bất ổn lắm hả? Huy động đến mức mà phải cho cả con gái đi làm việc. Chắc là công ty bết bát lắm rồi. Má,
Con không biết là cô nghe những thông tin này từ đâu, nhưng chuyện làm ăn của công ty không liên quan đến việc con đến công ty làm việc. Chỉ lại con thấy con cái đi làm là để phụ giúp và hỗ trợ cho ba má, thì có gì là không tốt đâu cô. Kha, bản thân con cũng rất thích công việc kinh doanh. Sao nói là con gái chị thông minh lắm mà, mà ăn nói với người lớn như vậy đó hả? Con xin lỗi nếu như những lời con nói làm cho cô phật lòng hả? Con không nói gì sai, không cần phải xin lỗi. Làm kinh doanh thì tài chính trồi sụt là chuyện bình thường. 30 năm qua, công ty chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, nhưng được cái chưa bao giờ gục ngã. Và cho tới hôm nay, nó luôn giữ vị trí số 1 trong ngành thực phẩm Việt Nam. Và có thêm 30 năm nữa thì nó vẫn đứng ở vị trí số 1 chị à. Chị nói vậy là ý gì? Ý tôi là những người gặp thời mới phất lên như chị có nói cũng khó mà am hiểu được. Cô Khuê, tôi sắp đặt cuộc xem mắt này vì tôi nghĩ chị là một người có nhân cách. Nhưng thật đáng tiếc, đúng là không thể qua lại với một người mới phất lên như chị. Tôi thật xấu hổ khi đã từng có cái suy nghĩ là kết thông gia với loại người như chị. Không còn gì để nói với chị nữa hết. Về thôi con. Cô. Má. Má, má. 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 Má làm sao vậy? Má. Má làm sao vậy? Má uống nước nè má. Má uống miếng nước đi. Má. Má ơi. Má. Má đợi con với. Bực mình quá đi hả? Má, má bình tĩnh đi. Má nói cho con biết, con mau nghỉ làm ở công ty đi. Con thấy người đàn bà đó sỉ nhục má như thế nào hay không? Chưa bao giờ má cảm thấy mình bị mất mặt tới như vậy. Tại sao cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì là má lại kêu con nghỉ việc làm sao? Con chính vì nghĩ đến việc giữ thể diện cho má, cho nên hôm nay con mới đến đây mà. Con im đi, má không cần biết. Má chỉ muốn con nghỉ việc ngay bây giờ. Những việc con làm từ trước tới nay chưa bao giờ má vừa ý chút nào hết. Kể cả ba của con nữa, má không thích chuyện gia đình rồi tới chuyện công ty rơi vào hoàn cảnh như hiện nay. Má phải sắp xếp mọi thứ lại, má không thể ngồi yên được nữa. Má, má bình tĩnh đi mà má. Lúc nãy má đã bình tĩnh lắm rồi. Còn bây giờ con nghỉ ngay việc làm ở công ty, không được cãi lời nghe chưa? Má, má. Dạ, xe đã chuẩn bị xong rồi. Anh Đạt. Xe đã chuẩn bị xong rồi. À. Mà anh định đi đâu vậy? Tiệm bánh vô bánh mì. Tiệm bánh vô bánh mì? Sao anh định tới đó vậy? À, tôi muốn ghé thăm thầy Phan. Mà em nghĩ anh tới thăm thầy mà không báo trước có sao không anh? Chắc không sao đâu. Tiệm bánh vô bánh mì ngày nào mà không mở cửa. Với lại á, lâu lắm rồi tôi không có ghé thăm thầy. Đi thôi. Tới tiệm bánh vô bánh mì. Tại sao trùng hợp anh lại muốn tới đó chứ? Má, má chờ con với. Má. Con nghỉ việc ở công ty ngay đi. Má, sao má vô lý quá vậy? Tại sao con cứ làm má mất mặt như vậy hoài hả? Con muốn má phải chịu nhục như thế nào? Con và ba con sao cứ làm cho má mệt mỏi hoài vậy? Má, con đâu có làm gì đâu. Hôm nay là do má tự hẹn rồi má tự phá hỏng, chứ đâu phải tại con. Má muốn con phải làm như thế nào nữa? Má không cần biết. Bây giờ con phải nghỉ việc ở công ty. Tại sao má cứ bắt con phải làm theo ý má hoài vậy? Còn con và ba con, cái nhà này, cái công ty này, không có một cái gì má coi được hết. Từ giờ trở đi, má sẽ không khoanh tay nhắm mắt cho mọi việc muốn ra sao thì ra nữa. Má nhất định sẽ làm mọi thứ trở lại đâu vào đó.
Con nghỉ việc ở công ty liền đi. Tôi nghe đây. Bà đang ở đâu? Vậy hả? Được rồi, tôi tới liền. Chú nói con mệt mà có thể khiêng được ba bao sao hả? Ba bao thì ba bao. Dạo này tôi thấy ổng kỳ lắm. Tôi có hỏi ổng mà ổng chối. Hóa ra là giày đây nè. Thấy chưa? Đó. Nè, tôi thấy có vẻ như là thư ký hay là trợ lý thì phải. Thư ký trợ lý của tôi mà sao tôi không biết? Nhân sự trong công ty là tôi tuyển nè. Mấy vị trí đó chỉ có được rửa thôi. Đàn bà con gái vô là tôi đuổi hết, tôi không có nhận. Trời ơi, bà làm quá rộng ức chế không? Từ từ đi rồi tính. Chuyện này 99% là quá thật. Đó, bà nhìn cái kiểu cách đó làm gì mà không có. Bà ngồi đây nha, để tôi vô trong đó tôi làm trận mới được. Ngồi xuống, khoáng đá, từ từ. Trời ơi, tôi bực quá mà. Bà cứ bình tĩnh, ở đó còn có đối tác làm ăn nữa mà. Đó đó, bà nghĩ coi làm sao mà tôi chịu nổi. Ổng là chồng của tôi mà. Tôi nói ổng là chở tôi qua quán cà phê. Ổng nói là ổng bận việc này, ổng bận việc kia. Mà bây giờ bà dòm coi. Nói cười cười với con hồi ly trong đó đó. Bà cứ bình tĩnh. Tôi quan sát nãy giờ thì thấy hình như mấy người này chắc là mới gặp nhau lần đầu. Mà lần đầu á thì chưa chắc đâu. Phải bắt quả tang đàng hoàng thì nói ổng mới sợ chứ. Nếu không á thì cũng phải có bằng chứng cụ thể. Chứ nói mà không có bằng chứng, bà nói ổng chối bay bãi cho coi. Theo tôi thấy á, bây giờ mình cứ coi như bình thường, coi như không có chuyện gì hết. Để cho ổng sơ hở thì mới dễ bắt quả tang. Dù chắc chắn 100% rồi thì bà cũng hãy khoan nữa. Trời đất ơi, bắt quả tang 100% hả? Là tôi xé con nhỏ đó 100 mảnh ở đó mà khoan. Nè, nếu như bà muốn á thì dằn mặt cái con kia trước, để cho nó biết thân biết phận mà nó sợ nó rút lui. Cách đó mà không xong thì mình mới tính tiếp. Bà nên nhớ, đừng bao giờ để cho chồng mình biết là mình ra tay, nghe không? Trời ơi, nhờ có bà đó, chứ không tôi rối quá à. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Nhưng mà bây giờ á, cái điều quan trọng á là tôi phải nắm bắt tài chính, chứ không thôi á là tôi ra đường bằng hai bàn tay trắng đó bà. Nè, bà muốn đầu tư không? Hùng với tôi nè. Bà nhớ nghe không, phụ nữ là không nên phụ thuộc tài chính vô chồng mình.
Mấy lần rồi? Dạ 4 lần rồi. Cái gì? Nó rinh lên đinh xuống bột 4 lần rồi. Dạ đúng rồi. Tưởng đâu kia nó giác dậy, nó chịu không nổi, nó bỏ cuộc. Ai về, nó lệ thiệt ở chúng. Mệt rồi hả? Tới đó thôi hả? Yêu cái kiểu đó thì làm sao mà đứng làm bánh nguyên một ngày được. Còn yếu hả? Nhớ nhớ khi xưa, non nước an lạc thái bình, thái thái bình. Có cô mì nương, vừa xinh vừa lên đôi tám. Cô xinh như hoa, đẹp như tiên nga. Non bồng Giáng sinh, non bồng Giáng sinh. Hả? Chú chờ nó đi. Hả? Cảm ơn chú. Hồi lúc tôi mới vô, tôi cũng khiêng 36 bao lần. Biết là mệt, nhưng mà người ta có lý để bắt mình làm như vậy đó. À, thiệt ra thì con cũng không mệt lắm đâu. Giống như tập thể dục thôi. Nói thiệt con còn thấy khỏe hơn nữa. 32 bao này á, có ăn thua gì đâu. Hồi đó con còn làm những việc khủng khiếp hơn nhiều kìa. Mỗi ngày con cứ nghĩ là làm sao để kiếm được mẹ, làm sao để kiếm được tên có hình xăm chống chống, làm sao để trả thù. Nhiều đó thôi. Đầu óc của con cũng như cả ngàn bao bột đè lên rồi. Nhưng mà bây giờ làm mệt như vậy cũng hay. Làm xong á, về phòng lăn đùng ra ngủ một giấc tới sáng. Thấy hơi có lỗi với mẹ một chút. Nhưng mà một ngày như vậy chắc cũng không sao. Chú. Hả? Chú không phải là cái người mà con đang tìm kiếm đúng không? À, tất nhiên là không phải rồi. Chú mang nước cho con uống mà. Với lại á, nhìn chú rất hiền, làm sao có thể là tên ác ôn đó được chứ. À.
Khoan, nếu không phải là chú thì là ai trong số những người đó? Ông già khó tính hay là thằng cha cao cao ốm ốm? Vậy em về trước nha. À, rất vui được gặp gỡ và trò chuyện với em ngày hôm nay. Dạ. Mà anh tuyển thư ký ở đâu hay vậy? Cho tôi biết với coi. À, vừa hiểu biết, vừa có kiến thức kinh doanh sâu rộng, mà lại còn xinh đẹp, đáng yêu nữa. Chẳng bù cho bên tôi, thư ký bên tôi ẻ quá, tuột hết cả cảm hứng làm việc. Xin lỗi nha, khó lắm mới có một cô mà mình tuyển mất rồi. Tôi cảm ơn anh về buổi gặp mặt ngày hôm nay, để tôi chuyển bản mẫu hợp đồng qua liền. Vậy để thư ký tự mang qua, mang trực tiếp qua, như vậy nó hay hơn. Để cho cô đi qua rồi bị bắt cóc mất sao? Dạ, thôi đem mang qua cũng được à, như vậy cũng hợp lý. Em nói vậy thì đành vậy thôi. Cô đi mà mất một sợi tóc là các anh cũng phải đền đó. Yên tâm, hàng quý luôn được nâng niu. Thôi, em về. Rồi, nha anh. Chào anh. Em chào anh. Dạ. Anh chờ hồ sơ của em đem qua cho anh nha. Dạ, em chào anh. Xuất sắc, em vô làm cho anh luôn đi. Dạ không được đâu ạ. Bây giờ em chỉ đi làm thêm thôi. Thời gian chính phải học nữa. Một năm nữa là em học xong rồi. Học xong rồi về công ty anh, làm trợ lý hay kế toán gì cũng được. Bằng của em cũng là kinh tế mà. Vậy thì kế toán. À, làm quen việc rồi thì anh cất nhắc lên kế toán trưởng luôn. Ước vọng của em không chỉ dừng lại bấy nhiêu đó. Xin lỗi anh, nhưng mà không phải theo cách này. Xin phép anh. Mày còn chớ nữa không? Hả? Bà là ai? Bà làm cái gì vậy? Trời ơi, em làm cái gì vậy? Làm gì hả? Tôi bắt quả tang chứ làm gì? Anh làm cái gì mà em nói bắt quả tang? Cô này là anh thuê làm thư ký tiếp khách cho anh mỗi lần đi ký hợp đồng. Nhờ cổ mà anh ký được mấy cái hợp đồng đó. Mấy cái thằng đối tác bên em đưa cho anh toàn là những thằng không có ra hồn gì hết. Thư ký của mình hả? Thư ký mà nắm tay ông chủ hả? Là sao? Bà hỏi chồng bà đó. Bây giờ tôi mới biết tại sao anh không tuyển được nhân viên giỏi rồi. Tôi không làm nữa đâu. Khoan đã, em còn phải đem hợp đồng qua nữa. Bà thiệt tình. Thư ký giám đốc thôi mà, làm như cái thứ gì quan trọng lắm á, làm như ngon lắm vậy á. Alo, tôi nghe. À, được rồi, chờ tôi một chút. Nhà mình có khách. Tôi đây. Anh đã liên hệ với công ty Nhật chưa? Vậy à? Anh đừng lo về tài chính nữa, mà hãy tiến hành làm việc với đối tác đi.
Đạt. Lâu rồi không gặp. Anh chị vẫn khỏe hả? Dạ khỏe. Phúc vẫn khỏe hả? Khỏe. Lâu ngày quá không gặp mày. Không, lộn. Ông chủ Thành Phát. Sao anh tới đây? Tôi tới thăm thầy và thăm mọi người. Và tôi muốn thăm lại nơi này. Anh Đạt, lâu rồi không gặp. Anh vẫn như xưa hả? Anh khỏe không? Mình đứng đây nói chuyện làm gì? Đi qua đây ngồi anh đi. Con chào thầy. Đạt tới hả con? Dạ. Thầy khỏe không thầy? Rất khỏe, để chờ con tới thăm. Bao nhiêu năm rồi chúng ta mới hội ngộ lại được như vậy. Dạ, con xin lỗi thầy. Thời gian qua con đã không ghé thăm thầy. Thiệt sự công việc của con lu bu quá. Không sao, con điều hành công ty lớn, tất nhiên là phải lu bu rồi. Không có gì con phải xin lỗi hết. Dạ thưa thầy, thứ sáu tuần sau là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty con. Nhanh thiệt. Thầy cứ tưởng là con mới thành lập công ty chừng 10 năm thôi chứ. Mới đó mà đã 30 năm rồi. Thưa thầy, hôm nay con tới đây trước tiên là để thăm thầy, sau là con muốn mời thầy tới dự buổi lễ đó. Dạ. Quý khách đây ạ. À, cảm ơn quý dạ, khách. Cảm ơn chị. Hẹn gặp lại quý khách. Tạm biệt. Mấy anh tới đây có chuyện gì vậy? Có thằng Nguyên ở đây không? Kìa, thằng Nguyên ra đây. Mấy anh muốn gặp ảnh có chuyện gì vậy? Mày muốn chết không nói nhiều vậy? Quân, có nghe tiếng gì không? Tại sao mấy anh lại đập phá cửa tiệm của tôi? Muốn không đập phá thì kêu nói ra đây. Mấy anh mà còn đập phá, tôi báo công an á. Ngon thì báo đi. Quân sẽ ra coi tình khốn này. Mày dám báo hả? Giờ này mày mới chịu xuất hiện hả? Đẹp riêu. Tụi bay lại. Kiếm anh hai có chuyện gì? Đi với tao. Tao không có hứng. Giờ chỉ có cách tao đánh cho mày bầm dập, mày mới chịu đi thôi. Ê, sao đánh nhẹ quá vậy? Mày có sao không? Anh Lộc cái bài đi. Lộc, đi ra ngoài đi. Mày đi chưa mày? Mày đánh đấm cũng được quá chứ. Muốn làm gì làm hết đi. Nè, anh bị điên rồi hả? Thank you.
kỷ niệm 30 năm thành lập công ty Thành Phát. Chà, 30 năm thành lập công ty chắc là anh tổ chức lớn lắm ha. Vậy là anh có lòng lên tận đây mời mọi người. Mình đi nha mọi người. Mình đi nha ba. Thiệp thưa đẹp ba, quá. Con xin phép ba con đi xuống dưới. Còn một mẻ bánh còn chưa làm xong. Thầy, 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 thầy. Cái gì mà vô phép vậy? Chú Mận, có một đám giang hồ đập phá tiệm bánh của mình kìa. Trời ơi trời. Cái gì? Trời, có người đập phá quán tôi hả? Mày đang gãi ngứa đó. Khèo khèo như vậy, biết ai thắng ai thua. Tao không cần thắng thua với mày. Tao tới đây để túm mày đi. Vậy sao? Vậy thì phải cáo lỗi rồi. Tao có chuyện quan trọng ở nhà này chưa giải quyết xong. Tao không đi đâu hết. Đồ ly lắm. Nguyễn ra, tụi ta sẽ đi. Vinh, đưa thằng Nguyễn xuống lầu. Còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi đi. Dạ. Mày lên đứng im. Nè, đây là nhà của tao. Tụi bay làm như không có chủ vậy đó hả? Đi. Hình như có chuyện gì ồn quá.
Để con ra coi thử. Không cần đâu con. Để thằng Mần nó ra nó giải quyết được rồi. Anh à, tối nay chúng ta có hẹn. Nếu 10 phút nữa không đi là trễ đó anh. Chú gọi điện người ta báo là tôi tới trễ. Còn không thì dời cái hẹn qua bữa khác đi. Không cần phải vậy đâu con. Con cứ đi đi. Làm ăn là phải giữ uy tín. Cho dù đó chỉ là một cuộc hẹn. Thầy biết giấy mời chỉ là cái cớ. Hôm nay con tới đây là vì tâm trí con đang rối. Thầy có nghe nói gần đây công ty của con đang gặp khó khăn. Thầy không có thế lực trong tay, không có gì để giúp con. Thầy chỉ có thể nói với con là thỉnh thoảng con cũng cần phải nghỉ ngơi. Lâu lâu thì ngửa mặt lên để ngắm trời, ngắm mây. Đi xa xa khỏi thành phố, ngắm núi, ngắm sông. Ngao du sơn thủy. Thi thoảng con cũng phải quay qua rồi ngắm mọi người ở xung quanh con. Mọi thứ của con đều ổn, nhưng con chỉ biết cắm đầu, cắm cổ, lao về phía trước. Bởi vậy con không thể nào hạnh phúc được. Thầy à, con không biết nói gì nữa. Khi nào con có thể buông bỏ bớt thì ghé thầy. Thầy trò mình làm với nhau một ván cờ. Nghe. Dạ. Dạ, báo cáo với anh là tụi tôi làm ăn đàng hoàng. Nào giờ không có gây sự với ai hết. Rồi tự nhiên ở đâu kéo tới đây quậy phá. Anh thấy đó, trong quán của tôi bể không còn một cái gì hết. Mời anh ký vào đây. Dạ rồi anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ. Kiểu này hả, coi như lỗ vốn cả tháng trời chứ không phải chơi đâu. Tất cả là tại thằng Nguyễn hết đó. Tụi kia tới đây là kiếm nó mà. Đáng lẽ đừng cho nó ở đây thì đúng hơn. Bây giờ có lần này á, sẽ có lần sau. Chẳng lẽ mình chưa chấp nó hoài hay sao? Đúng rồi đó. Nói với thầy á, đuổi nó ra khỏi chỗ này đi. Mì, cậu xuống dưới lấy nước đá chườm cho hai tụi nó đi. Ba thật là nghĩa hiệp. Ông trời thật biết trêu người. Mười mấy năm qua, ngày nào tôi cũng tưởng tượng nếu như gặp được người có hình xăm trong chóng, chắc tôi sẽ đánh cho tới chết. Vừa đánh vừa hỏi tại sao hắn lại làm như vậy. Tại sao lại bắt mẹ của tôi chứ? Nói đi, giờ mẹ tôi đang ở đâu hả? Nói đi, bây giờ mẹ tôi đang ở đâu? Đã 12 năm rồi, ông vẫn không chịu nói hay sao? Nói đi, mẹ tôi đang ở đâu? Mẹ tôi có còn sống không? Mẹ tôi còn sống không?
Nói đi. Chú đừng nói gì hết. Chú không cần phải trả lời câu hỏi nào hết. Chú chỉ cần nói là mẹ tôi hiện đang sống khỏe mạnh. 12 năm qua mẹ tôi vẫn đang sống khỏe mạnh, đúng không chú? Chú nói đi mà. Chú làm ơn nói đi mà. Chú ơi, chú bằng đứng ra đi mà chú. Chú ơi, đừng vậy mà. Để cho tôi quỳ chịu tội. Không, không được mà chú ơi. Chú đừng có làm vậy. Chú đứng lên đi, chú đứng lên cho tôi đi mà. Tôi xin cậu, để cho tôi quỳ đi. Bỏ qua cho tôi đi cậu. Tôi đã nói chú đừng làm như vậy mà. Đồ xấu xa. Chú đứng lên đi. Chú đứng lên đi. Chú đứng lên đi. Chú không được làm như vậy. Chú không cần phải xin lỗi. Chú không cần phải nói gì hết. Chú chỉ cần nói là mẹ tôi đang ở đâu thôi. Chú chỉ cần nói là mẹ tôi đang còn sống. Mẹ tôi đang còn sống rất khỏe mạnh. Tôi xin chú. Chú nói đi mà chú. Chú nói đi mà chú. Tôi không giữ được. Tôi không biết ở đó có cái cầu gãy. Nếu tôi chạy lẹ hơn một chút, nếu tôi chụp được mẹ cậu sớm hơn một chút. Cẩn thận! Đi chú! Chú! Chú ơi! Chú bận đứng ra đi mà chú! Chú ơi! Tôi xin cậu, để cho tôi quỳ đi. Tôi đã nói chú đừng làm như vậy mà. Chú đứng lên đi. Tôi xin chú. Chú nói đi mà chú. Chú nói đi mà chú. Tôi không giữ được. Nếu tôi chạy lẹ hơn một chút, nếu tôi chụp được mẹ cậu sớm hơn một chút. Cẩn thận! Đi chú! Không phải. Chú đừng nói vậy. Đó không phải sự thật. Chú không hề thấy gì hết. Đó không phải là sự thật, đúng không chú? Đó không phải là sự thật. Chú không thấy gì hết, đúng không? Đúng không chú? Cho dù cậu có giết tôi, tôi cũng không bao giờ oán hận. Tôi không có tư cách gì để mà oán hận cậu. Tôi xin lỗi cậu. Im đi. Ông đừng có nói nữa. Tôi không bao giờ tin một kẻ xấu xa như ông. Ông nói đi. Mẹ tôi đang vẫn còn sống. Mẹ tôi đang vẫn khỏe mạnh. Nói đi. Nói đi. Nếu không tôi sẽ giết ông đó. Nói đi. Nói đi. Nói đi. À! Cuối cùng rồi thì nó cũng đã biết. Nghe như là có tiếng ai đang khóc.
Dạ em cũng không biết. Mà em thấy ở đây có vẻ phức tạp quá. Tranh thủ lẹ đi, ở trong còn nhiều việc phải làm lắm. Quân. Dạ. Ông chủ Thành Phát lâu năm rồi mới ghé, tại sao không ở lại ăn với thầy bữa cơm? Lâu ngày rồi anh em mình gặp lại, không làm được với nhau ly nào hết, tiếc thiệt ha. Thằng nhóc nó làm việc ở đây hả? Ai? À, thằng Quân hả? Nó mới vô làm hôm qua. Nghe nói á, nó đi du học ở Hàn Quốc về, tay nghề cũng khéo lắm á. Vậy sao? Sao lại hỏi vậy? Có chuyện gì hả? Không có gì. Mình đi thôi. Nguyện, con làm gì ngồi ở đây vậy? Nghe nói cả ngày nay con chưa có ăn gì phải không? Đi chỗ này với thầy. Đi con. Con phải đợi. Muốn bánh nướng thật ngon thì con phải đợi. Con ghét bánh. Mỗi lần nhìn thấy bánh là con nhớ lại hồi đó, nhớ tới mấy người đáng ghét. Con ghét tới nỗi bây giờ thấy bánh là con muốn ói. Nếu vậy thì bao lâu nay con đâu có sống cuộc sống của một người lương thiện. Sống cuộc sống của một người lương thiện là phải biết loại bỏ thù hận, tức giận, ganh ghét. Khi mẹ con mong muốn con làm một người tốt, ông nghĩ mẹ con muốn nói như vậy. Không thù hận, tức giận, phải biết thấu hiểu, biết thứ tha.
Có như vậy thì con mới thắng được thế giới này. Sao thầy biết? 12 năm trước, ông từng thấy ánh mắt của một cậu bé. Cậu bé đó trung thực, kiên cường, không hề sợ hãi. Nhưng ánh mắt của cậu bé ấy bây giờ lại đang chứa đầy thù hận. Không lẽ con có ghét cái bánh này không? Không phải là con đã từng nói với ông con rất hạnh phúc với những cái bánh này sao? Nên nghĩ tới những ký ức hạnh phúc đó, bắt tay làm què với oán giận, với những ký ức đau thương trong lòng con đi. Cho mẹ xin lỗi, mẹ chưa làm được quá nhiều cho con, nhưng mà có một điều chắc chắn, con là quý giá đối với mẹ, con biết không? Dạ con biết. Uống miếng nước đi, không là nghẹn đó. Bất ngờ quá. Chú không bao giờ nghĩ chú gặp con ở trong đó. Tôi cũng đâu có về, chú với ba lại tới đó. Sao con lại nghĩ ra chuyện tới tiệm làm bánh của thầy ba con đi học gì? Tôi có nhất thiết phải giải thích mọi chuyện với chú không?
nghĩ ra cách này là hợp lý nhất, chứ không còn cách nào nữa. Cái chuyện nhóm Sao Hơi Đen tới tiệm quậy phá, sao là do chú phải không? Sao chú lại sai nhóm Sao Hơi Đen tới đó làm gì vậy? Kế hoạch có hơi bị chệch một chút. Kế hoạch của chú đâu có cái nào là không có vấn đề. Gặp lại thằng đó, tôi mới nhận ra số phận dai dẳng hơn mình nghĩ. Chú không phải ông trời, sao chú thay đổi được số phận? Dù là định mệnh hay là ác duyên, chú sẽ xử lý. Chú đừng làm gì nữa. Từ bây giờ chú đừng can thiệp vào chuyện của thằng Nguyện nữa. Nếu như muốn giết, tôi sẽ giết nó. Còn nếu như muốn hạ, thì tôi sẽ hạ. Tôi mới là người phải giải quyết ân oán với nó. Cho nên chú đừng nhúng tay vô nữa. Nếu như chú còn can thiệp vào chuyện của Hữu Nguyện, thì coi như là chú đang ngăn cản tương lai của tôi đó. Dạ bẩm. Hiện bây giờ tôi không còn xài cái tên đó nữa. Đừng kêu tên đó nữa chú à. Được đúng không? Dạ bẩm, nhất định không phải tới tiệc công ty. Má của con thương con lắm đó. Nếu chú không kể chuyện này với má, thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Chào chú. Mình biết rồi, tụi mình sẽ ghi chép rất cẩn thận. Cảm ơn anh. Số phận, con nhận ra số phận nó dai dẳng hơn. Xin lỗi đã làm phiền. Theo kết quả chúng ta nhận được, nè, mọi người. Ủa? Tới lâu chưa? Lan Anh, sao trễ quá vậy? Tại tôi bận. Đẹp quá ta, mặc vừa y luôn hả? Mình vô thay đồ đi nha, giữ giùm mình cái này. Coi tiếp đi. Công nhận, mặc vừa hết sức. Hay để đây luôn đi, khỏi cần phải trả tới trả lui. À mà thôi, để tôi giặt ủi cho rồi mới trả chứ. Thôi, đưa đây. Mấy bà giúp việc nhà tôi á, giặt ngon hơn nhiều. Đưa đây. Sao rồi, ký được hợp đồng cho ông đó chưa? Có là ngành, đương nhiên là phải được rồi. Vậy là được thiệt hả? Thiệt là ngưỡng mộ quá đi. Đúng là thủ khoa. Sao tôi cũng muốn đi làm quá. Đừng. Sao vậy? Ký được hợp đồng mà coi bộ hổng vui. Đi làm không có đơn giản đâu. Ngây thơ được ngày nào thì hai ngày đó. Với lại nhà Minh cũng có công ty mà, vô đó làm thì tốt hơn. Chị à, mấy cha nội kia thấy gái đẹp là lại này nọ nữa phải không? Thiệt tình. Nghỉ rồi, ngày mai tôi nhảy chỗ khác. Nghỉ nữa? Ừ. Nói nghe nè, lát nữa về xách đồ về nhà trọ giúp mình nha. Bây giờ mình phải đi lo vụ du lịch. Có gì gặp sau nha, bye bye mọi người. Lúc đầu con vẫn chưa hiểu được câu nói của thầy, nhưng mà bây giờ con đã hiểu hết tất cả ý nghĩa mà thầy đã nói với con. Là ông phải không? Con nói cái gì? Ông là người có hình xăm ở trên tay. Bỏ ra.
thầy. Con không ngờ gặp lại nó, và cũng không ngờ nó vì con mà nó hoang phí cuộc đời của nó một thời gian dài. Con có tội nhiều lắm thầy ơi. Con cứ đợi, ông trời đã sắp xếp cho con gặp lại nó, có nghĩa là đã cho con một cơ hội để trả lại món nợ năm xưa. Con hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chào bà tổng giám đốc. Cậu là ai? Cậu là ai mà dám đột nhập vào nhà người khác như vậy? Chưa gì mà bà đã quên tôi rồi sao? Mới có mười mấy năm thôi mà. Tôi chính là con trai của bà Dung, thằng nhóc Phạm Hữu Nguyện đây. Bà đã nhớ ra chưa? Chắc bà cũng biết vì sao ngày hôm nay tôi trở lại căn nhà này chứ gì. Tao không hiểu mày đang nói gì hết. Chính bà là người đã cho người bắt cóc mẹ của tôi. Sao bà lại có thể độc ác như vậy? Hôm nay bà phải trả giá. Dừng lại. Nè, mày muốn cái gì hả? Tao nói bao nhiêu lần rồi, không được bén mảng tới căn nhà này nữa. Mày không nhớ câu chuyện gì sao? Tôi đã làm theo lời của ông suốt mười mấy năm qua, mặc dù ông đã lừa dối tôi. Bây giờ lời nói của ông sẽ không còn giá trị gì nữa.
Ông đã làm hại mẹ tôi, không có lý do gì tôi phải nghe lời ông nữa. Bây giờ mày muốn cái gì? Mày muốn một trận no đòn mày mới chịu rời khỏi đây hay sao? Không ăn thua gì đâu, tôi đã hết sợ ông rồi. Bây giờ thằng nhóc Nguyễn khờ khạo mười mấy năm trước sẽ không bị ông lừa nữa đâu. Suốt mười mấy năm qua lang thang kiếm sống ở ngoài đường, ngoại trừ chuyện giết người, chuyện gì thằng Nguyễn này cũng dám làm. Mấy người ăn sung mặc sướng an nhàn ở đây làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi, làm sao hiểu được nỗi cô đơn của tôi là như thế nào chứ? Bà chính là bà là người tôi căm hận nhất trên đời này. Mày dừng lại đi. Mày nghĩ mày là ai mà dám vô nhà của tao quậy phá hả? Tao nói cho mày biết, mày sống hay chết cũng không liên quan gì tới tao. Chính vì vậy tôi càng căm thù bà hơn, và không có lý do gì tôi tha thứ cho bà hết. Nè, một thằng nhóc mạt hạng như mày, không biết thân biết phận, y chang như mẹ của mày. Bà nói cái gì? Tao nói mày y chang như con gái mẹ của mày. Mày là thứ rác rưởi thì có tư cách gì mà đòi tha thứ cho tao? Mày không tha thứ cho tao, mày làm gì tao nè? Hả? Mày làm gì? Dám làm gì à? Mà dám gọi tôi là rác rưởi? Vậy thì một thằng rác rưởi như tôi sẽ cho bà thấy nó dám làm gì khi mà mày dám hãm hại mẹ tôi nó. Trong cuộc sống này, người nào tốt bụng và nhân từ sẽ giành được chiến thắng. Còn con cứ mang mãi thù hận trong lòng thì sẽ đánh mất chính mình. Sống cuộc sống của một người lương thiện là phải biết loại bỏ thù hận, tức giận, ganh ghét khi mẹ con mong muốn con là một người tốt. Ông nghĩ mẹ con muốn nói như vậy. Không thù hận, không tức giận, phải biết thấu hiểu, biết thứ tha. Có như vậy thì con mới thắng được thế giới này. Sao? Chị tát nó ngay tại chỗ luôn. Nè, rồi chồng chị phản ứng sao? Học trường kinh tế là học chung trường với con bé Minh nhà tôi đó. Tụi nó muốn đèo bồng đại gia để tham vọng đổi đời thôi. Mà nè, tôi nghĩ thôi, đừng nghĩ tới nữa. Tôi nghĩ là nó cũng biết sợ rồi đó. Nè, ngày mai mình gặp nhau được không? Sẵn tôi bàn công chuyện mà hôm trước tôi nói với chị đó. Được. Vậy nha, mai gặp. Chị ngủ ngon nghe không? Dạ, ba chị. Má. Ừ? Có chuyện gì vậy má? À, cô Phượng bạn của má đang ghen với nhỏ thư ký ngoài giờ của chồng cổ. Mấy con nhỏ này lơ mơ là nó trở thành bồ nhí ngay. Má dính vô bà cái chuyện đó làm gì vậy má?
Má biết, biết những chuyện này là dớ dẫn, nhưng phải có lợi cho má thì má mới chịu khó nghe như vậy chứ. Chú làm như vậy chi vậy chú? Đó là để kiểm tra độ ẩm. Độ ẩm? Mỗi ngày trước khi nhào bột, con phải kiểm tra độ ẩm bằng cảm giác của mình. Ngày nào trời khô thì bánh sẽ dễ bị khô hơn, vì bột nó khô lẹ hơn. Còn ngày nào trời ẩm mướt thì bánh cũng sẽ mềm mịn. Cho nên mỗi ngày lượng nước cho vào nhào bột cũng khác nhau, tùy thuộc vào độ ẩm của mỗi ngày. Mọi người đủ hết chưa? Dạ đủ. Hôm nay á là mình giao rất là nhiều đơn hàng, mà địa chỉ giao cũng khá xa nữa, cho nên là bận rộn hơn ngày thường. Mọi người cần tập trung cố gắng hả? Nghe rõ chưa? Dạ. Rồi. Dạ. Này của Lộc nè. Cảm ơn chú. Của con nè Minh Quân. Cái này của em nè. Dạ.
Đây của Phúc. Dạ. Đây của con. Cảm ơn ba. Rồi à. Thôi mọi người cố gắng lên đi, bắt đầu làm việc. Dạ. Lấy bột giùm tôi đi. Dạ. Cái tên cả chớm này lại đi đâu nữa rồi? Chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Hôm nay anh ta lại biến đi đâu mất tiêu nữa rồi đó. Trà My, con nhìn con coi nè, cái bụi hoa này có đẹp không? Hay là anh ta quẩn quá nhảy xuống sông tự tử rồi hả ông? Có khi là nhảy ra đầu xe tải, rồi xe tải tông một cái rồi sao ông? Phải làm sao đây? Trà My, con nhìn nè, cái bụi hoa này lúc trước ông tưởng đâu là nó chết rồi, vậy mà bây giờ nó trổ hoa nhiều dữ vậy nè. Hay là mình báo công an đi ông. Con thấy báo công an là thượng sách đó. Mà có khi là anh ta đang ở sẵn ở trong đồn công an rồi. Với cái tính nóng nảy như vậy là hay sinh chuyện lắm à. Con coi nè, cái cây hoa này nó nhỏ nhắn, nó mỏng manh như vậy, nhưng mà nó còn vượt qua nổi cái mùa hè khắc nghiệt, lại còn mạnh mẽ tươi tốt hơn. Nó còn vậy đó mà huống chi là con người. Con biết là cây hoa này mạnh mẽ rồi, con chỉ lo là anh ta gặp nguy hiểm thôi. Con đang lo lắng cho thằng nhóc đó lắm hả? Sao? Đúng không? Con tại sao con cần phải lo chảnh như vậy chứ? Con không phiền ông tưới cây nữa. Con đi làm bánh. Con này tiếc tình. Mỗi hôm qua tới giờ mà mày xin được có bao nhiêu đây thôi hả con khốn? Mày giỡn mặt với tao hả? Ba, ba con xin lỗi ba mà. Con để xin tiếp mà. Tao đã nói với mày rồi, mày xin tới sáng phải được 100 ngàn, mà mày xin được có mấy chục ngàn. Làm sao đủ tiền cho tao mua rượu? Làm sao đủ tiền nuôi cái miệng mày hả? Đi hả? Đi hả? Không xin nè. Không có xin nè. Mày hả? Mày hả? Cho mày chừa nè. Mày không xin. Đi xin đi. Xin đi. Đi lên. Mày. Mày. Hôm nay mà mày không nói, mày giấu tiền tao ở đâu, tao sẽ đánh chết mày. Mày hả mày? Ở đâu? Nói tao nghe. Mày hả? Mày hả mày? Đủ rồi. Dừng lại. Nè, ông là đàn ông khỏe mạnh như vậy lại đi đánh một đứa con nít làm sao nó chịu nổi? Đó là con của tao. Tao muốn làm gì tao làm. Đây không phải chuyện của mày. Mày và đứa nào nhiều chuyện vậy? Mày có tin là tao quýnh mày không? Ông là đàn ông, có tay có chân đàng hoàng mà bắt con mình đi ăn xin để nuôi mình như vậy hả? Ông không thấy dục hả? Đồ vô dụng. Cái gì? Mày nói ai vô dụng? Mày, mày bày đặt chạy đời tao hả? Được rồi, tao sẽ đập cho mày một trận để mày khỏi đi chạy đời người khác. Mày. Nè, tôi nói cho ông biết, cô này nói đúng đó. Dù đó là con của ông, không phải muốn đánh đập hành hạ nó như thế nào cũng được đâu. Mày là thằng nào? Bụi đời. À, tụi bay, hai đứa mà dám gây sự với tao hả? Tụi bay có biết á, tao ở đây có nhiều đồng bọn lắm không? Có bao giờ ông kêu hết ra đây đi.
Thằng này đã muốn chết nè, kéo ra đây. À, mày muốn chết hả? Tao cho mày chết. Mày cứu tao. Cứu tao. Chuyện gì vậy anh? Hả? Chuyện gì? Chuyện tao. Đi theo. Lại. Lên. Khoan đã. Chạy đi. Lên. Anh là công an. Nghĩ sao vậy? Đã nói rồi, tôi là bụi đời mà. Mà phải công nhận, cô là con gái mà mạnh mẽ thiệt á. Nhìn thằng Trả dữ dằn vậy, lại còn có thêm đồng bọn nữa, mà không thấy cô sợ gì hết. Nhìn tôi mạnh mẽ vậy thôi. Tôi thấy cô mệt lắm rồi đó. Cô có sao không? Hồi nãy dằn con có bị đánh trúng cái nào không? Biết vậy, hồi nãy tôi đánh thêm mấy cái cho Trả no đòn luôn. Anh nói vậy thôi, chứ làm được gì? Trên đời này có quá nhiều người xấu, anh có thể làm được gì họ? Anh có thể làm họ biến mất được không?